Xin chào tất cả các bạn. Mời các bạn vào xem livestream ngày hôm nay thì Hải Ninh sẽ hướng dẫn cho các bạn về một gọi là một bí mật. Trong cái livestream này mình sẽ chia sẻ một bí mật. Livestream chủ đề tự do tài chính, làm thế nào để một tháng bạn có thể có thu nhập thêm từ 10 đến 20 triệu. Chủ đề này rất hấp dẫn đúng không ạ? Mời các bạn vào xem livestream này đi ạ. Mình sẽ bật một chút nhạc. Xin chào Mai Nguyễn. Các bạn có nghe rõ không ạ? Âm nhạc làm cho chúng ta yêu đời hơn. Mời các bạn vào xem livestream. Xin chào Mai Nguyễn. Xin chào Ngọc Mai. Xin chào Huyền Trang. Chủ đề livestream ngày hôm nay rất là hấp dẫn đúng không ạ? Các bạn đang kinh doanh sản phẩm dịch vụ là gì? Các bạn đang kinh doanh sản phẩm dịch vụ là gì ạ? Và mỗi tháng các bạn có thu nhập bao nhiêu từ việc các bạn kinh doanh cái sản phẩm và dịch vụ đó? Các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Chúng ta sẽ vào xem livestream và chúng ta sẽ tương tác với nhau một chút trên cái livestream này. Các bạn có nghe rõ không ạ? Mời các bạn comment xuống phía dưới livestream này nhé. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái nội dung rất là quan trọng trong cái livestream này. Thì không biết là những bạn đang xem cái livestream ở đây thì các bạn đang kinh doanh cái sản phẩm dịch vụ là gì ạ? Các bạn đang bán cái sản phẩm dịch vụ là gì? Mai Nguyễn này, bạn đang bán sản phẩm dịch vụ là gì? Những bạn khác khi mà vào xem cái livestream này thì các bạn hãy comment và chúng ta sẽ tương tác với nhau trong cái livestream này nhé. Để chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ với nhau những cái nội dung thông tin để hỗ trợ mọi người cùng nhau phát triển. Trong cái livestream này hôm nay thì mình sẽ chia sẻ các bạn một số các bí quyết để các bạn tự do tài chính. Hiện tại thì có rất là nhiều bạn các bạn đang kinh doanh online đúng không ạ? Và các bạn đang có thể là kinh doanh online là một cái thu nhập thêm của các bạn. Nhưng mà cũng có thể là kinh doanh online là một nguồn thu nhập chính của các bạn. Thì những bạn đang xem cái livestream này ngày ở đây, ngày hôm nay thì các bạn đang kinh doanh online cái sản phẩm dịch vụ là gì ạ? Các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Các bạn đang kinh doanh online cái sản phẩm dịch vụ là gì? Và doanh thu của các bạn thì các bạn đang có thu nhập mức khoảng bao nhiêu tiền một tháng? Các bạn có nghe rõ không ạ? Tiếng nhạc này có hơi to một chút. Các bạn có muốn biết là làm thế nào để chúng ta có được cái tự do tài chính không ạ? Tự do tài chính thì hầu hết tất cả các phụ nữ khi mà các bạn kinh doanh online đều gì ạ? Đều mong muốn là mình có thể có tức là mình đạt được ở cái ngưỡng là tự do tài chính, tức là cái nguồn thu nhập của mình và cái cuộc sống gia đình của mình sẽ có nhiều những cái điều tốt đẹp hơn đúng không ạ? Và hầu hết thì những người phụ nữ đều rất là gì ạ? Đều rất là chăm chỉ. Bản thân họ khi mà nghỉ thai sản, 6 tháng nghỉ thai sản thì có rất nhiều những bà mẹ bỉm sữa kinh doanh online thêm trên Facebook để là gì ạ? Để mong muốn là có thêm thu nhập.
mong muốn có thêm thu nhập cho gia đình và để trang trải cuộc sống. Đó là những cái ý nghĩa hết sức là quan trọng, là những cái ý nghĩa vô cùng quan trọng. Thì mình muốn chia sẻ trong các bạn cái livestream này để các bạn có thể gì ạ? Để các bạn có thể biết hơn, biết biết thêm về một cái cách thức mà các bạn đạt được cái ngưỡng tự do tài chính. Các bạn có nghe rõ cái nội dung thông tin đấy không ạ? Các bạn có nghe rõ không? Xin chào Nina. Xin chào chị Nina. Thực tế thì có rất là nhiều những ông bố bà mẹ bỉm sữa đều đang kinh doanh online trên Facebook để mong muốn là gì ạ? Để mong muốn có thêm cái nguồn thu nhập, đúng không ạ? Để trang trải cuộc sống. Đó là một cái ý nghĩa vô cùng là tốt đẹp, vô cùng là nhân văn. Và tất cả mọi người đều hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn, và ai cũng mong muốn rằng là trong cái quá trình mình kinh doanh online sẽ có những cái kết quả, sẽ có những cái kết quả và đạt được cái mục tiêu về tài chính. Vậy thì các bạn có biết rằng là việc mà chúng ta mong muốn để đạt được tự do tài chính thì đấy là một cái mong ước, gọi là một cái mục đích hết sức là gì ạ? Hết sức là tốt đẹp, và hầu hết thì mọi người cũng đều mong muốn đạt được cái mục tiêu tài chính của mình. Có thể là dù ít dù nhiều thì mọi người cũng đều mong muốn là tự do về tài chính. Vậy thì các bạn đang kinh doanh online trên Facebook, các bạn đang kinh doanh các cái sản phẩm dịch vụ là gì, và nguồn doanh thu của một tháng của các bạn đã đạt được gì ạ? Đã đạt được cái kết quả tốt nhất chưa? Đã đạt được kết quả tốt nhất chưa? Thì mời các bạn vào xem cái livestream này ngày hôm nay, thì các bạn hãy comment xuống phía dưới cho Hải Ninh được biết là các bạn đang kinh doanh cái sản phẩm dịch vụ là gì, đúng không ạ? Doanh thu của bạn một tháng là bao nhiêu, và làm thế nào để mà chúng ta đạt được cái mục tiêu về tài chính, đúng không ạ? Có rất là nhiều ông bố bà mẹ bỉm sữa khi mà kinh doanh online đều gì ạ? Đều mong muốn rằng là một tháng mình có thể kiếm thêm thu nhập từ 4 đến 5 triệu, đúng không ạ? Trên Facebook kinh doanh online để kiếm thêm thu nhập, và cái mức thu nhập này để trang trải các cuộc sống gia đình, và thêm phần thu nhập để mà gì ạ? Giảm bớt, có thể là giảm bớt gánh nặng cho chồng, hay là giảm bớt gánh nặng cho vợ, và tất cả mọi người đều mong muốn là có thêm nguồn thu nhập từ bán việc bán hàng online. Đó là những gì ạ? Đó là những suy nghĩ hết sức là gì ạ? Hết sức là nhân văn. Thế thì có rất là nhiều những ông bố bà mẹ bỉm sữa thì thực sự là nghề chính của họ này là nghề kinh doanh online trên Facebook. Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ là không phải là ai cũng có thể gì ạ? Cũng có thể thành công khi mà kinh doanh các cái sản phẩm trên Facebook, đúng không ạ? Không phải ai cũng có thể thành công được trên cái sản phẩm mà các bạn đang kinh doanh online. Bởi vì sao ạ? Bởi vì có thể là có người phù hợp với sản phẩm này và họ kinh doanh cái sản phẩm này rất là ok. Nhưng mà có những người thì lại gì ạ? Kinh doanh cái sản phẩm đó một thời gian nhưng không đạt được cái hiệu quả cao. Có thể là tồn hàng, đọng vốn, có thể là không bán được hàng. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nhiều khi là bạn đã kinh doanh online cái sản phẩm của bạn nhưng bạn chưa đúng cái sở thích của bạn, hoặc là bạn chưa hiểu rõ về nó, bạn chưa trải nghiệm về cái sản phẩm đó. Nên là cái hiệu quả bán hàng của các bạn không đạt được cái kết quả tốt, đúng không ạ? Các bạn đang xem livestream này của Hải Ninh thì các bạn đang kinh doanh cái sản phẩm dịch vụ là gì? Các bạn có nhận biết được đâu là cái xu thế của thị trường đâu, đâu là cái xu thế của thị trường không ạ? Và cái sản phẩm nào đang là cái sản phẩm mà chiếm lĩnh thị trường, cũng như là đang là một cái sản phẩm gia tăng về xu thế của thị trường. Có rất nhiều sản phẩm đang kinh doanh online mà các bạn không hề biết rằng là nó đang trong cái tiến trình thoái trào, đúng không ạ? Bạn vẫn cứ ôm hàng, bạn cứ vẫn diện, vẫn cứ nhập hàng rất là nhiều về, nhưng bạn lại không tìm hiểu và nghiên cứu kỹ về thị trường, nên là cái khả năng thành công của bạn rất là khó khăn. Bạn có hiểu không ạ? Cái khả năng thành công của các bạn rất là khó khăn, bởi vì mình phải làm sao? Mình phải hiểu rõ các cái quy luật của thị trường, cũng như là gì ạ? Cái sự vận hành của các cái xu thế hàng hóa. Thì trong cái livestream này của Hải Ninh thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái cách thức để tự do tài chính. Các bạn có mong muốn là biết các cái gì ạ? Các cái nội dung để giúp cho chúng ta có thể được nguồn tự do tài chính không ạ? Mời các bạn hãy comment xuống phía dưới đi. Các bạn xem cái livestream này, các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Chúng ta sẽ chào nhau một chút trước khi mà mình chia sẻ nội dung chính trong cái buổi livestream này ngày hôm nay. Xin chào Kiệt Nguyễn, xin chào Nguyễn Văn. Các bạn xem livestream này thì mời các bạn hãy comment xuống phía dưới nhé. Các bạn đang kinh doanh cái sản phẩm dịch vụ là gì? Chúng ta sẽ chia sẻ với nhau một chút.
Các bạn có mong muốn đạt được tự do tài chính hay không? Làm thế nào để đạt được cái mục tiêu về tự do tài chính? Đấy là những cái câu hỏi hết sức là gì ạ? Hết sức là quan trọng và nó là chủ đề chính trong ngày hôm nay. Các bạn có hiểu thế nào là tự do tài chính không ạ? Các bạn có muốn sống một cuộc sống mà không bị phụ thuộc vào ai không ạ? Đấy, thế thì tự do tài chính là gì? Chúng ta phải hiểu rõ về thế nào là tự do tài chính, đúng không ạ? Thì trong cái khái niệm mà có thể để cho chúng ta hiểu rõ nhất về tự do tài chính thì đó chính là gì ạ? Chúng ta có thể có đủ cái tài sản cá nhân, tiền bạc để mà chúng ta sống một cái cuộc sống mà không phụ thuộc vào một ai khác. Bất cứ một cái tổ chức cá nhân hay là bất cứ một gì ạ? Một cái đơn vị nào. Thì cái nội dung mà là chúng ta có thể đủ các cái tài sản hay là tiền bạc để mà chi tiêu đó. Thì cái chữ đủ ở đây là có nghĩa là chúng ta có thể là đáp ứng được những cái nhu cầu tối thiểu, đáp ứng các cái nhu cầu tối thiểu cơ bản đấy để mà chúng ta có một cái cuộc sống ổn định. Thế thì tự do tài chính thì ai cũng mong muốn hướng tới, đúng không ạ? Nhưng các bạn làm gì để có được tự do tài chính? Thì chúng ta phải gì ạ? Chúng ta phải bắt đầu ngay từ trong suy nghĩ để chúng ta gì ạ? Chúng ta chuẩn bị cho nó. Đấy. Chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta sẽ làm như thế nào để mà đạt được cái điều này? Thì trong cái livestream này ngày hôm nay Hải Linh chia sẻ cho các bạn cái mục đích rằng là gì ạ? Mục đích để cho các bạn hiểu thêm về cái kiến thức, cũng như là chúng ta sẽ có những cái định hướng dần về tự do tài chính. Các bạn đều, đặc biệt là những người phụ nữ đều rất là mong muốn là khi mà chúng ta có tuổi, chúng ta có thể hưởng một cái cuộc sống gì ạ? Dễ dàng hơn, đúng không ạ? Không bị phụ thuộc vào ai khác. Vậy thì muốn tự do tài chính, chúng ta cũng sẽ phải gì ạ? Chuẩn bị ngay từ bây giờ. Đấy. Thì trước hết, trong cái phần mà làm cách nào để có được tự do tài chính ấy, thì cái nội dung đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với các bạn ở đây đó chính là chúng ta sẽ phải hiểu đúng về tiền. Các bạn phải hiểu đúng về tiền. Các bạn hiểu không ạ? Các bạn phải hiểu đúng về tiền. Tức là chúng ta phải nhớ rằng là trong cái quá trình mà chúng ta có những cái trải nghiệm, đúng không ạ? Chúng ta khi mà chúng ta kinh doanh một cái sản phẩm dịch vụ hay chúng ta làm ra tiền thì chúng ta phải hiểu đúng về tiền. Khi bạn hiểu đúng về tiền thì bạn mới thành công được, đúng không ạ? Tức là chúng ta phải gì ạ? Phải lao động để gì ạ? Để có cái số tiền mà chúng ta kiếm được, cái số tiền đó là cái số tiền hoàn toàn chân chính. Chúng ta hiểu đúng về cái giá trị của đồng tiền và chúng ta trân trọng đồng tiền đó thì chúng ta mới gì ạ? Chúng ta sẽ có những cái kết quả, chúng ta có suy nghĩ đúng và chúng ta sẽ có kết quả đúng. Đấy. Thì để đạt được tự do tài chính, đầu tiên chúng ta phải hiểu đúng về tiền. Cái số tiền đó là cái số tiền và cái trị giá mà chúng ta chi trả cho cái số tiền đó. Đấy. Thì các bạn nên nắm rõ được cái yếu tố đầu tiên, đó là hiểu đúng về tiền. Hiểu đúng về tiền. Xin chào Đặng Oanh, chào bạn Minh Tiến. Các bạn hiểu đúng về đồng tiền chưa? Các bạn hiểu đúng về đồng tiền chưa? Hay là bạn vẫn đang tìm mọi cách để tiền sinh ra tiền nhưng mà chúng ta lại chưa hiểu đúng về nó? Thì trong cái khái niệm này thì có vẻ như là chúng ta để giải mã cho nó thì có vẻ như rất là nhiều bạn rất là khó hiểu. Nhưng mà chúng ta sẽ phải hiểu đúng về đồng tiền và chúng ta chi trả hay chúng ta có thu nhập từ đồng tiền đó, chúng ta phải gì ạ? Phải xác định đúng về nó. Đấy. Yếu tố thứ hai là chúng ta phải gì ạ? Phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Các bạn hiểu điều này nó có rất quan trọng ạ. Chúng ta phải tập trung và chăm chỉ để tạo ra càng nhiều tiền càng tốt trong một cái khoảng thời gian gì ạ? Trong một cái khoảng thời gian mà lúc đó sức lực này, trí óc này của chúng ta vẫn còn đang rất là minh mẫn. Các bạn hiểu điều này nó quan trọng như thế nào? Bởi vì chúng ta biết rằng là cái thời gian làm việc, nếu mà để tính trọn vẹn cái số lượng thời gian mà chúng ta làm việc ấy, thì cả một cuộc đời, một con người chúng ta chỉ làm việc có gì ạ? Có 8 năm thôi. Các bạn có tin được không ạ? Chỉ có 8 năm thôi. Có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là chúng ta trừ hết cái thời gian ăn, ngủ, nghỉ, sinh hoạt, đi lại.
Thì cái số tiếng mà chúng ta làm việc mà chúng ta dồn hết lại nó chỉ tính bằng con số khoảng 8 năm. Vậy trong 8 năm đó thì chúng ta gì ạ? Chúng ta sẽ tập trung kiếm được nhiều tiền nhất vào cái giai đoạn nào ạ? Cái giai đoạn mà chúng ta có gì ạ? Chúng ta còn trẻ, sức lực của chúng ta còn khỏe, chúng ta còn minh mẫn đúng không ạ? Thì cái cơ hội mà chúng ta kiếm được nhiều tiền là tốt nhất. Mình sẽ phân tích một cái bài toán để cho bạn thấy rằng là khi mà chúng ta kiếm nhiều tiền tốt nhất ở trong cái giai đoạn đó, thì sau này khi mà cái cuộc sống của chúng ta về già, chúng ta yếu, chúng ta không còn có nhiều sức khỏe đủ minh mẫn để làm việc, thì chúng ta gì ạ? Chúng ta còn có những cái tích lũy từ trước đó chúng ta có để mà gì ạ? Để chúng ta có một cái cuộc sống tuổi già một cách là gì ạ? Một cách là dễ dàng hơn, đúng không ạ? Dễ dàng hơn. Thế các bạn có mong muốn là sống một cuộc sống thoải mái khi mà chúng ta về già và được nghỉ ngơi không ạ? Có rất là nhiều người bây giờ tuổi già rồi mà vẫn phải bươn chải rất là khó khăn, rất là cực khổ, rất là vất vả. Nhưng các bạn nên nhớ rằng là chúng ta đang là cái thời kỳ chúng ta còn trẻ, còn khỏe, còn minh mẫn. Mà các bạn không tập trung 100% đúng không ạ? Năng lượng để tập trung vào làm việc, để mà có gì ạ? Có một cái mức thu nhập tốt nhất, thì các bạn đang rất sai lầm đúng không ạ? Các bạn đang rất sai lầm. Các bạn đừng đợi rằng là cái số tiền một tháng của chúng ta nhận được tiền mức gì ạ? Tiền lương hưu hay là tiền lương hay là tiền gì ạ? Hay là mức thu nhập của chúng ta 5 7 triệu và chúng ta nghĩ rằng à như vậy là ổn. Nhưng nó sẽ không thực sự là gì ạ? Nó không thực sự là hoàn hảo. Các bạn biết rằng là cái cuộc sống của chúng ta khi mà chúng ta trải chúng ta gọi là chúng ta sống thì chúng ta sẽ thấy rằng là có rất nhiều những cái thứ mà phát sinh đúng không ạ? Từ việc là con ốm, bố mẹ ốm hay là các cái công việc khác. Thế thì bạn không thể nào mà dùng đỉnh với cái mức lương như như thế được đúng không ạ? Bạn cần phải gia tăng cái nguồn thu nhập của bạn lên nhiều hơn. Bạn cần phải gia tăng cái nguồn thu nhập của bạn lên nhiều hơn bằng nhiều cách khác nhau đúng không ạ? Và một trong số những cái cách đó là các bạn gì ạ? Kinh doanh online trên Facebook. Nhưng mà có rất nhiều bạn thì lại kinh doanh online trên Facebook gì ạ? Chưa thành công. Nhưng một trong có thể một số trong những người kinh doanh online trên Facebook lại rất là thành công. Bởi vì vấn đề nằm ở chỗ là gì ạ? Họ nắm bắt kịp cái gì ạ? Xu thế. Họ tham gia xâm nhập vào thị trường. Xin chào Minh. Họ tham gia thâm nhập vào thị trường khi mà cái thị trường đó đang gì ạ? Đang trên cái đà phát triển. Đang trên đà phát triển, các bạn hiểu không ạ? Chào Trần Trang. Có rất nhiều bạn tham gia vào thị trường nhưng lại chưa tìm hiểu và nghiên cứu kỹ thị trường. Và các bạn đấy tham gia vào thị trường trong cái gì ạ? Trong cái giai đoạn là thoái trào. Các bạn hiểu không ạ? Trong cái giai đoạn thoái trào thì cái mức độ thành công của các bạn rất là khó khăn, đúng không ạ? Có thể một số các cái sản phẩm mỹ phẩm vào thời điểm cách đây vài ba năm thì bán rất là quê. Có rất nhiều người giàu lên từ việc bán mỹ phẩm. Nhưng đến thời điểm hiện tại, đúng không ạ? Như bây giờ thì cái số lượng người giàu lên từ mỹ phẩm mà chúng ta thấy rằng là cái sự cạnh tranh nó ngày càng gay gắt, đúng không ạ? Cạnh tranh nó ngày càng gay gắt. Và có rất nhiều các sản phẩm đang cung cấp trên thị trường có hàng trăm hàng nghìn loại tương tự như vậy. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể gì ạ? Có thể bán được hàng. Các bạn hiểu không ạ? Thế chúng ta phải tập trung nhìn lại, chúng ta phải nhìn nhận lại vấn đề, chúng ta phải xét lại các cái khía cạnh, các cái góc độ về thị trường, về các cái sản phẩm cung cấp và về gì ạ? Về cái nhu cầu của người dùng, về cái nhu cầu của người dùng. Thì trong ngày hôm nay thì Hải Ninh vừa chia sẻ với các bạn về cái cách thức để tự do tài chính nhưng đồng thời cũng mở ra cho các bạn một cái cơ hội để làm gì ạ? Để các bạn có thể có thêm mức thu nhập từ 10 đến 20 triệu đồng một tháng. Có vẻ như các bạn có thể là các bạn không tin, nhưng sự thực thì sao ạ? Sự thực thì có rất nhiều người đã có cái mức thu nhập đó và thậm chí rằng là mức thu nhập đó là mức thu nhập quá bình thường trong hệ thống mà Hải Ninh đang tham gia. Công ty của công ty Zilla về cung cấp phát triển phần mềm. Các bạn có biết rằng là thực sự nếu mà các bạn nắm bắt được cái cơ hội để làm gì ạ? Để các bạn lựa chọn một cái sản phẩm nó rất là quan trọng, nó vô cùng là quan trọng. Đấy. Bạn cần phải sao? Bạn cần phải kiếm được nhiều tiền trong khoảng thời gian bạn còn trẻ, còn khỏe và còn gì ạ? Còn minh mẫn. Vì cái số tiền đó, đúng không ạ? Các bạn biết rằng là chúng ta một ngày, chúng ta một tháng, chúng ta chi tiêu rất là nhiều các khoản tiền khác nhau. Nếu chúng ta gì ạ? Chúng ta chỉ trông mong vào một tháng ở cái mức lương 5 7 triệu không đủ để chi tiêu. Mình xin khẳng định là như vậy. Hoặc chúng ta trông mong rằng một tháng nếu mà chúng ta chỉ bán hàng online thôi. Đúng không ạ? Chỉ bán hàng online thôi và bán hàng online là một nghề chính mà cũng chỉ được khoảng 5 đến 7 triệu một tháng thì các bạn cũng phải cân nhắc lại và xem xét lại ngay gì ạ? Xem xét lại ngay cái sản phẩm mà mình đang cung cấp, xem nó đang ở trong cái giai đoạn nào
cái thị trường của nó đang phân bổ ra sao. Bạn nếu bạn gia nhập vào thị trường mà thị trường đó đang ở trong cái gì ạ? Tức là cái sản phẩm đó đang trong cái giai đoạn thoái trào thì các bạn rất khó có cơ hội để thành công. Đấy, tức là cái việc mà các ngay từ đầu các bạn có thành công được hay không là từ chính cái lựa chọn đầu tiên của các bạn, đúng không ạ? Qua những cái chia sẻ, những cái tâm sự của rất nhiều bạn bán hàng online khi mà cần Hải Ninh hỗ trợ, các bạn inbox trực tiếp cho mình. Có rất nhiều bạn đến thời điểm này tồn hàng 10 triệu, 20 triệu là chuyện bình thường, đúng không ạ? Khi mà các bạn bắt đầu vào cái thị trường mà các bạn đang kinh doanh online với cái sản phẩm của các bạn, nhưng mà hầu hết thì các bạn lại không nghiên cứu kỹ về thị trường. Các bạn đang không biết là cái lượng cầu của cái sản phẩm đó đang ở đâu, đúng không ạ? Có bao nhiêu đối thủ đang cạnh tranh cùng cái sản phẩm này, và cái lượng cung đó đang lớn hơn cầu hay là ngược lại, bạn hiểu không nhỉ? Và cái số lượng người, đúng không ạ, số lượng khách hàng tiềm năng họ đang gì ạ, đang có rất nhiều cái sự lựa chọn trên cùng một cái gì ạ, một cái dòng sản phẩm, đúng không ạ? Và có rất nhiều loại, có rất nhiều hãng khác nhau đang cạnh tranh, và cái sự lựa chọn của họ gì ạ, bị phân tán ở rất nhiều các hãng khác nhau. Thế thì rõ ràng như vậy đấy, cơ hội mình có được khách hàng nó sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Đấy, các bạn, cái mong muốn của các bạn là kiếm được thật là nhiều tiền trong cái thời gian mà gì chúng ta còn còn trẻ, còn khỏe và còn minh mẫn, đúng không ạ? Thế nhưng vấn đề là chúng ta đặt gì ạ? Chúng ta lựa chọn cái sản phẩm cũng sẽ là một cái bước đầu tiên để quyết định là cái thành công, đúng không? Cái thành công của mình. Nhưng cũng có bạn thì có thể đạt được cái thành công khi mà các bạn đấy ạ thực sự nỗ lực, nhưng vấn đề là gì ạ, con đường nó rất là khó khăn vất vả, đúng không ạ? Nhưng mà cũng có nhiều người khi biết lựa chọn cơ hội thì là gì ạ, cũng trở lên thành công, nhưng cái con đường lựa chọn cái công việc, đúng không ạ, trở nên là gì ạ, nó không quá là vất vả, không quá là khó khăn. Thì trong cái livestream này mình muốn chia sẻ với các bạn một điều, đó là gì ạ, cái sự lựa chọn của bạn ban đầu là rất là quan trọng. Sự lựa chọn của các bạn nó sẽ quyết định và ảnh hưởng đến cái quá trình mà các bạn thành công hay không. Có rất là nhiều bạn đang gặp phải cái vấn đề là hàng tồn, đọng hàng và đọng vốn. Các bạn kinh doanh online có thể một tháng các bạn nhìn ra là số lượng hàng xuất đi trừ đi gì ạ, tức là cái số doanh thu tiền hàng xuất đi trừ đi chính cái số vốn tiền hàng xuất đi đó để ra được mức lãi, đúng không ạ, mức lợi nhuận. Nhưng mà nhìn đi nhìn lại thì các bạn lại không thấy lãi đâu cả. Bởi lý do cái số lãi đó nó lại nằm ở chính hàng tồn. Các bạn hiểu không ạ? Nó nằm ở ngay chính cái hàng tồn đó. Dẫn đến là cái hiệu quả mà mình bán hàng, khi mình nhìn lại cái số tiền thực sự là cái số tiền bỏ vào túi mình, là cái số lãi dòng đó, thì mình nhìn lại lại gần như là không thấy đâu cả, đúng không ạ? Tức là có bao nhiêu tiền mình lại bù vào, mình lại mua hàng hóa, mình lại đập vào hàng tồn. Và mình sẽ nhìn thấy cái tiền lãi của mình ở trong cái hàng tồn đó, đúng không ạ? Như vậy chúng ta tưởng là lãi nhiều, nhưng thực chất là cái số lượng lãi nó không đáng kể. Thế nên là nhiều khi các bạn kinh doanh một thời gian rồi các bạn cảm thấy gì ạ? Các bạn cảm thấy rất là chán nản. Vì cái số lượng tiền mà mình có được để mà mình gì ạ? Mình chi trả, rồi là mình kinh doanh, rồi là mình lại mua hàng, nhập hàng về để tiếp tục cái quá trình kinh doanh mà mình cảm thấy là mệt mỏi. Đúng không ạ? Nếu mà những bạn mà đang xem cái livestream này mà các bạn cảm thấy thực sự mệt mỏi với những đống hàng tồn, mình nhìn thấy hàng tồn là mình đã thấy chán rồi, đúng không ạ? Và cái số lượng hàng tồn đó nếu mà nó không được giải quyết nhanh lên thì mình cảm thấy gì ạ? Mình cảm thấy bế tắc. Và các bạn cần phải gì ạ? Các bạn cần phải có những cái công cụ để hỗ trợ cho các bạn, để giúp cho các bạn tiếp cận được nhiều khách hàng hơn. Việc mà các bạn tiếp cận được nhiều khách hàng thì các bạn sẽ cơ hội các bạn sẽ bán được hàng sẽ là rất là tốt, đúng không ạ? Sẽ rất là tốt. Giống như việc là một cái sản phẩm của bạn, nếu bạn chỉ để ở nhà thôi, đúng không ạ, không ai có thể nhìn thấy cái sản phẩm đó, hoặc là có quá ít người biết đến cái sản phẩm đó, thì làm sao bạn có thể bán được hàng? Hãy nhìn lại chính nick Facebook của bạn đi, nếu mà cái lượng like bài viết, đúng không ạ, nó không không nhiều, đúng không ạ, rồi là lượng comment bài viết mà không có khách hàng quan tâm, thì có nghĩa là cái sản phẩm của bạn đang đang gì ạ, đang không tiếp cận được với khách hàng. Vậy cái mong muốn của chúng ta là kiếm thật nhiều tiền để tự do tài chính, nhưng vấn đề nằm ở chỗ là chúng ta bị vướng mắc ở bởi Facebook. Chúng ta bán hàng trên Facebook là chúng ta đang bị phụ thuộc vào Facebook, đúng không ạ? Chúng ta đang bị phụ thuộc vào Facebook. Nên là khi mà các bạn đăng bài, những bài đăng của mình mà không xuất hiện trước bảng tin của bạn bè, thì chúng ta không thể nào gì ạ, không thể nào tiếp cận được khách hàng, và cũng không thể nào bán được hàng. Các bạn hiểu không ạ? Không thể nào bán được hàng. Đấy,
Mặc dù là cái ý định ban đầu của mình là mình muốn kiếm thật nhiều tiền từ việc kinh doanh online, từ cái việc sản phẩm mà mình đang lựa chọn, đúng không ạ? Mình đã đầu tư vốn, mình đã bỏ vốn ra và mình nghĩ rằng là mình sẽ có thể có một cái lợi nhuận rất là tốt để mình thu về. Nhưng mà sự thực thì nhiều bạn lại chưa đạt được cái mong muốn đó. Thì trong cái livestream ngày hôm nay, bạn nào thực sự muốn gia tăng về doanh số, muốn kiếm thêm thu nhập từ một cái nguồn hàng khác, các bạn hãy xem cái livestream này. Vì nó thực sự là gì ạ? Nó thực sự mở ra cho bạn một cái cơ hội khác. Các bạn hiểu không ạ? Những bạn đang xem cái livestream này của mình ở đây, các bạn hãy thử inbox cho mình xem ạ. Các bạn hãy inbox cho mình xem là các bạn nhận định như thế nào về số lượng người đang kinh doanh online. Các bạn hiểu không ạ? Theo các bạn thì số lượng người đang kinh doanh online trên Facebook nó có xu hướng tăng lên hay là có xu hướng giảm xuống? Các bạn hãy trả lời comment cho mình nhé. Theo các bạn thì số lượng người kinh doanh online đang tăng lên hay đang giảm xuống ạ? Số lượng người kinh doanh online trên Facebook, các bạn biết rằng là gì ạ? Cái tỷ lệ người mà có thể tạo ra một cái nick Facebook, đăng bài bán hàng lên trên nick Facebook, đúng không ạ? Đưa các hình ảnh đăng bài bán hàng lên trên Facebook. Các bạn có thấy dễ dàng không ạ? Rất là dễ, đúng không ạ? Tức là mọi người đều có thể bán hàng trên Facebook. Và việc tạo ra một cái tài khoản Facebook để mà bán hàng thì rất là đơn giản, đúng không ạ? Rất là đơn giản. Và việc mở một cái cửa hàng ở trên Facebook để chúng ta bán hàng càng đơn giản. Đấy. Thế thì các bạn biết rằng là khi mà các bạn tham gia vào cái thị trường này, khi các bạn tham gia vào cái thị trường này, các bạn thấy là cái số lượng người mà kinh doanh online ngày càng tăng lên, và các bạn đang nhìn lại cái sản phẩm mà các bạn đang cung cấp là gì ạ? Cạnh tranh rất là lớn. Tức là các bạn bản thân các bạn không chỉ cạnh tranh giữa những người cùng cung cấp cái sản phẩm, đúng không ạ? Mà chúng ta còn cạnh tranh với những cái đối thủ, với những cái hãng sản phẩm khác, đúng không ạ? Trên thị trường. Và cái sự cạnh tranh này nó càng ngày nó càng tăng lên. Nó tạo ra cho chúng ta những cái áp lực để chúng ta gì ạ? Chúng ta cảm nhận rằng cái việc bán hàng của chúng ta cảm thấy khó khăn hơn. Thế thì cái ý định ban đầu của chúng ta là kiếm thật nhiều tiền trong cái giai đoạn đó, thì chúng ta đã không được như chúng ta dự đoán. Thế nên là cái hiệu quả mà chúng ta bán được hàng là sẽ không cao. Có rất là nhiều khách hàng, người ta có rất là nhiều cái sự lựa chọn khác ở những người bán khác, đúng không ạ? Thì trong cái livestream này mình không chia sẻ cái kỹ thuật để bán được hàng, mình cũng không chia sẻ cho các bạn về cái cách thức để gì ạ? Để tìm kiếm khách hàng tiềm năng, mà trong cái livestream này mình chia sẻ cho các bạn về một cái cơ hội để bạn có thể dễ dàng tìm kiếm thêm một cái sản phẩm, tìm kiếm thêm một cái sản phẩm để bạn bán cùng với cái sản phẩm mà bạn đang đang cung cấp, đúng không ạ? Vì nó sẽ vừa hỗ trợ cho các bạn, thúc đẩy cho các bạn bán cái số hàng hóa mà các bạn đang gặp phải gì ạ? Đang gặp phải những cái khó khăn trong quá trình tiếp cận khách hàng một cách có hiệu quả. Đó chính là cái việc mà các bạn trở thành đại lý phần mềm. Thì các bạn biết rằng là khi mà các bạn là đại lý phần mềm thì các bạn sẽ được gì ạ? Được sử dụng chính cái phần mềm đó để mà hỗ trợ mình bán hàng. Cái công cụ phần mềm nó sẽ giúp cho bạn tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Các bạn có biết rằng là khách hàng đang ngồi ở trên Facebook rất là lớn, và theo thống kê của một cái tổ chức rất là lớn trên website của Mỹ, tổ chức We Are Social đã thống kê rằng là số lượng khách hàng đang ngồi ở trên Facebook rất là lớn. Có nghĩa rằng là ngày ngày, đúng không ạ? Nhà nhà, tất cả mọi người hầu hết đều gì ạ? Cứ rảnh là lên Facebook. Thế thì số lượng người ở trên Facebook rất là lớn và đang chiếm tỷ trọng gì ạ? Lớn nhất trong tất cả các mạng xã hội, đúng không ạ? Và với cái số lượng người dùng Facebook mà đang ngồi ở trên Facebook lớn như vậy, thì cái việc mà chúng ta sẽ khai thác được những khách hàng đó để chúng ta gì ạ? Chúng ta bán được hàng, nó có đơn giản không ạ? Có cái đơn giản nhưng có cái không đơn giản. Nó sẽ đơn giản khi bạn tiếp cận được họ, và nó không hề đơn giản khi bạn gì ạ? Khi bạn có đăng bài họ không nhìn thấy bài đăng của bạn. Thế thì trong cái quá trình bán hàng, chúng ta cần phải có công cụ để hỗ trợ. Có rất nhiều bạn nhìn thấy có thể là đối thủ của mình bán hàng rất là tốt, nhưng bạn không biết được là họ đã dùng những cái chiến thuật gì, bạn không biết được rằng họ sử dụng các công cụ như thế nào. Có thể là
cùng một người khi mà sử dụng công cụ hỗ trợ phần mềm, đúng không ạ? Có người thì ra đơn nhưng có người thì lại không không ra được đơn, đúng không ạ? Tức là khi mà công cụ đó hỗ trợ người ta tiếp cận được khách hàng đó, thì cái người A đó họ ra được nhiều đơn khi mà bản thân họ tư vấn tốt. Họ tiếp cận được nhiều khách hàng rồi nhưng bản thân họ cũng phải tư vấn tốt, sản phẩm của họ tốt, đúng không ạ? Họ tiếp cận được khách hàng tốt và họ gì ạ? Họ làm hài lòng được khách hàng thì rõ ràng họ sẽ bán tốt hơn. Nhưng ngược lại, một người B thì sao ạ? Có công cụ nhưng họ không biết khai thác, họ không có chiến lược, họ dùng công cụ đúng không ạ? Không thường xuyên thì làm sao mà đạt được cái hiệu quả cao? Đấy, thì các bạn sẽ nhớ rằng là cái vấn đề nằm ở chỗ là chính cái việc chúng ta sử dụng cái công cụ đó như thế nào. Nó cũng giống như việc là gì ạ? Giống như việc là chúng ta có những cái gì ạ? Chúng ta có đạo cụ giống nhau, một cây bút vẽ như nhau, đúng không ạ? Một lọ sơn màu như nhau, nhưng để tạo ra một cái tác phẩm nghệ thuật, đúng không ạ? Thì mỗi người lại có một cái gì ạ? Một cái cách làm khác nhau. Vậy thì việc chúng ta sử dụng công cụ cũng như vậy. Thế thì mình chia sẻ cho các bạn trong ngày hôm nay đó là cơ hội để trở thành làm đại lý phần mềm. Thì các bạn nên nhớ rằng là khi mà chúng ta làm đại lý phần mềm, chúng ta vừa được gì ạ? Vừa được sử dụng cái phần mềm đó. Sử dụng cái phần mềm đó mà chúng ta lại gì ạ? Khai thác nó để nó có cái hiệu quả cao nhất. Thì ở công ty Zila mình đang có 4 cái phần mềm để hỗ trợ bán hàng hiệu quả. Cái phần mềm Top FB là cái phần mềm gì ạ? Đăng bài tự động. Có rất nhiều, các bạn nên nhớ này, có rất nhiều ông bố bà mẹ bỉm sữa đang kinh doanh online trên Facebook, nhưng họ đang bận đi làm, ban ngày họ không có thời gian đăng bài. Mà việc khách hàng họ không đăng bài trên Facebook, đúng không ạ, một cách thường xuyên liên tục, đúng không ạ, thì sao? Thì Facebook của họ bị mất tương tác, họ không thể nào mà tiếp cận được khách hàng. Vậy thì một người, đúng không ạ, là công chức nhà nước, đúng không ạ, là những người đi làm, họ sẵn sàng chi trả, đúng không ạ, một tháng bao nhiêu ạ? Hơn 100.000 để làm được cái việc đó. Tức là họ cài đặt sẵn cái bài đăng để mà nó tự động đăng bài. Và ban ngày họ không cần phải sờ đến Facebook thì bài đăng của họ cũng diện cũng tự động hiển thị lên. Thế thì rất nhiều người cần cái phần mềm này. Và vấn đề của bạn là hãy chia sẻ cho khách hàng để họ biết được và tiếp cận được cái phần mềm đó. Và rất nhiều người sẵn sàng diện đầu tư, đúng không ạ, để mà mua cái phần mềm đó, để mà bán được hàng, đúng không ạ? Các bạn biết rằng là một trong những công việc chính bán hàng online trên Facebook là diện đăng bài. Vậy mà thời gian đăng bài không có, vậy thì tại sao chúng ta không sử dụng phần mềm, đúng không? Như vậy thì nhu cầu về phần mềm và những người bán hàng online cần phần mềm là rất lớn. Vấn đề nằm ở chỗ là các bạn sẽ tiếp cận được cái cơ hội là gì ạ? Là trở thành đại lý phần mềm hay là chúng ta là khách lẻ mua cái phần mềm đó. Thì các bạn nên nhớ rằng là với đại lý phần mềm, đúng không ạ, bình thường cái giá của nó là 5 triệu. Nhưng mà trong cái dịp khuyến mại này giá của nó chỉ có là bao nhiêu ạ? Chỉ có là 4 triệu 400 nghìn mà lại được 20 tài khoản để bán. Vậy thì các bạn biết rằng là khi mà chúng ta vừa được sử dụng một cái tài khoản phần mềm để chúng ta làm khai thác trên chính cái phần mềm đó. Chào Tình Nguyễn. Khai thác trên chính cái phần mềm đó để đạt được cái kết quả cao nhất. Các bạn phải biết rằng là trên cái phần mềm TopMB, đây là cái phần mềm mà rất nhiều những người mà đang đi làm, họ muốn bán hàng, muốn kiếm thêm thu nhập từ việc kinh doanh online mà họ không có thời gian đăng bài thì họ đang rất là cần. Họ đang rất là cần. Vấn đề nằm ở chỗ là bạn hãy cho họ biết được cái phần mềm đó như thế nào, đúng không ạ? Và nó sử dụng thì rất là dễ. Thế thì nếu bạn, cái nguyên tắc mà bán hàng trên Facebook, nếu bạn không đăng bài thường xuyên trên Facebook thì bạn sẽ rơi vào cái tình trạng mất tương tác. Khách hàng họ sẽ không nhìn thấy bài đăng của mình, dẫn đến cái việc là một bài đăng mình đăng lên, cái lượng like và lượng comment là gần như không xuất hiện. Đấy. Thế thì tất cả những người bán hàng online đều cần tương tác, đúng không ạ? Thì mình giới thiệu với các bạn đấy là phần mềm TopMB. Các bạn có biết nắm được cái cơ hội để trở thành đại lý phần mềm thì là các bạn đã có thêm một cái nguồn thu nhập rất là tốt, đúng không ạ? Các bạn nên nhớ lại là cái quy tắc bán hàng, cái quy luật bán hàng. Giả sử là mình gì ạ? Mình bán một thỏi son mà mình lãi có bao nhiêu ạ? Có 100.000 một thỏi. Nếu mà mình để được một tháng bao nhiêu ạ? Để được một tháng mà được 6 triệu theo cái mức mong muốn mà mình có thu nhập thêm từ việc bán hàng online. Vậy là mình phải bán cho bao nhiêu ạ? Bán đi 60 thỏi son để lãi được 6 triệu đó. Đúng không ạ? 60 thỏi son mà ví dụ tương ứng với 60 người thì bạn có thể bán một tháng cho 60 người hay không? Đúng không ạ? Bài toán đặt ra là gì ạ? Là rất là khó có thể bán được cho 60 người, đúng không ạ?
Tức là gì, muốn có 6 triệu bạn phải bán cho 60 người. Vậy thì cái tiếp cận này nó rất là khó. Nhưng mà công cụ thì sao ạ? Công cụ thì một năm giá của công cụ là 1,5 triệu. Mà mình chỉ cần bán cho bao nhiêu ạ? Mình chỉ bán cho 4 người. Mình chỉ bán cho 4 người là mình đã có 6 triệu rồi. Đấy là với những khách hàng mua 1 năm. Đúng không ạ? Vậy 1 tháng mình tiếp cận với 4 người có dễ hơn là 60 người không? Đây là một bài toán rất là dễ thôi, rất là đơn giản thôi. Mình muốn nói cho các bạn hiểu rằng là gì ạ? Tiếp cận mà để bán cho 4 người dễ hơn rất nhiều so với việc bạn tiếp cận 60 người để bán một thỏi son lãi 6, lãi 100 nghìn một thỏi. Đúng không ạ? Nhưng mà các bạn có nhận ra điều đó không? Các bạn lại nghĩ rằng là ôi chị ơi em thích son lắm, em phải gì ạ? Em phải bán son bởi vì em thích son. Ok, đấy là suy nghĩ của các bạn. Nhưng vấn đề là gì ạ? Vấn đề là người thành công luôn biết lựa chọn cái thị trường và gì ạ? Và cái cơ hội thực sự, là cái cơ hội thực sự, các bạn hiểu nhé. Cái thị trường nó sẽ có cái giai đoạn phát triển thôi. Nếu bạn chọn đúng cái thời điểm mà nó bắt đầu khởi phát ấy, thì cái quá trình thành công của bạn sẽ dễ hơn rất là nhiều so với việc bạn lựa chọn một cái sản phẩm mà nó đang trong cái tiến trình thoái trào. Đấy, cái tiến trình thoái trào thì có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là dần dần cái xu thế và cái sản phẩm đó nó mất đi. Các bạn hiểu không ạ? Đấy, thì cái sự lựa chọn của các bạn là quan trọng. Thế thì trong cái livestream này mình chia sẻ với các bạn về cái cơ hội, đúng không ạ? Nó nằm trong cái mục mục thứ hai mà mình đang chia sẻ với các bạn về tự do tài chính. Đó là chúng ta phải kiếm thật nhiều tiền trong cái gì ạ? Trong cái khoảng thời gian mà chúng ta đang còn trẻ, còn khỏe và còn minh mẫn. Đấy. Các bạn đừng nghĩ rằng là cứ mỗi tháng mà đều 5-7 triệu mà các bạn nghĩ rằng là thế là ok. Bởi vì cuộc sống của chúng ta còn rất nhiều thứ phải phát sinh. Các bạn phải kiếm tiền trong một khoảng thời gian gì ạ? Tốt nhất. Và cần có nhiều nguồn thu nhập, đúng không ạ? Bạn có thể vừa bán son, bạn có thể vừa bán công cụ, đúng không ạ? Và bạn vừa sử dụng công cụ để hỗ trợ việc bán son đó, bán hàng hiệu quả hơn. Và từ cái việc hiệu quả đó, sau đó bạn giới thiệu khách hàng rằng là gì ạ? Là công cụ này nó đã đem lại cái giá trị như thế nào. Chính bạn trải nghiệm và bạn sử dụng nó tốt, bạn sẽ thấy là nó thực sự là nó đáng đồng tiền. Có nhiều bạn, đúng không ạ? Chưa được gì ạ? Chưa được hướng dẫn để sử dụng phần mềm một cách có hiệu quả. Tức là bạn chưa được sự hướng dẫn để sử dụng cái phần mềm có chiến lược. Nên là cái cách bạn sử dụng nó chưa hiệu quả. Nó cũng giống như là gì ạ? Nó cũng giống như là cái cuốc ấy, đúng không ạ? Mọi người đều trao cho nhau những cái cuốc như nhau. Thế nhưng mà bạn nào mà biết có những chiến lược sử dụng cái cuốc như thế nào để cho hiệu quả thì bạn ấy gì ạ? Bạn ấy sẽ sử dụng để mà gì ạ? Để mà có những cuốc được những cái thửa ruộng rất là đẹp. Nhưng mà có những bạn cầm cuốc mà không biết cách cuốc như thế nào thì cuối cùng nó cũng chẳng làm được việc gì. Vấn đề nó khác nhau là những cái chiến lược, còn công cụ là như nhau. Mình khẳng định với các bạn như thế, công cụ là như nhau và đảm bảo rằng nó có hiệu quả. Nếu nó không có hiệu quả thì tại sao hàng trăm nghìn người đang sử dụng phần mềm? Các bạn hiểu không ạ? Và không hiệu quả thì làm sao mà gì ạ? Mà hơn một năm nay công ty phát triển đến hàng 5.000 đại lý, đúng không ạ? Cung cấp phần mềm. Và hiện nay đến 58 quốc gia đang sử dụng cái phần mềm này. Các bạn hiểu vấn đề không ạ? Thì vấn đề là các bạn phải biết lựa chọn cái xu thế và cái cơ hội để mà các bạn thay đổi đi. Các bạn đang bán cái sản phẩm mà của mình đang cung cấp mà nó có thể là chưa được hiệu quả lắm, nó vẫn còn chậm, thì các bạn sử dụng chính cái phần mềm để thúc đẩy nó lên và đồng thời cũng kinh doanh luôn chính cái phần mềm đó, đúng không ạ? Thì vừa rồi mình đã giới thiệu cho bạn phần mềm Toyby rồi. Thế phần mềm Inbox Happy là cái phần mềm gì ạ? Là cái phần mềm quét khách hàng tiềm năng. Quét khách hàng tiềm năng, nhưng nhiều bạn không biết cách quét như thế nào đâu. Cái việc quét khách hàng tiềm năng hiệu quả nhất là chúng ta phải có chiến lược vào nhóm nào để quét khách hàng nào, ở đâu. Chúng ta đang cung cấp cái sản phẩm là gì thì vào đâu để quét. Quét xong thì chúng ta phải làm gì, chúng ta phải nói gì với khách hàng. Đó là những cái chiến lược. Cần phải có những cái chiến lược riêng, chứ không phải là chúng ta cứ thế mà chúng ta làm không đâu. Nó sẽ không hiệu quả nếu bạn không biết khai thác đúng cách. Thì phần mềm Inbox Happy này giá đại lý cũng chỉ là 5 triệu. Nhưng mà nếu mà các bạn mua 2 phần mềm một lúc thì sẽ được bao nhiêu? Sẽ được giảm, được khuyến mại 24% đang là chương trình của công ty. Đúng không ạ? Từ 2 phần mềm trở lên khi trở thành đại lý là các bạn đã được gì ạ? Đã được khuyến mại 24% trong cái chương trình từ nay đến hết ngày 15 tháng 12. Đấy. Phần mềm thứ ba là phần mềm livestream. Có rất nhiều bạn so sánh với phần mềm live FB của bên mình với phần mềm miễn phí. Nhưng các bạn thử nhận định mà xem. Các bạn hãy lướt bản tin của bạn xem những phần mềm nào
mà là miễn phí, đúng không ạ? Các bạn nhìn thấy xem là nó có nổi trên bảng tin hay không, đúng không? Cũng là phát live stream thôi nhá, nhưng mà các bạn nhìn thấy live FB khi phát live stream hầu hết là nổi lên bảng tin. Nên là các bạn nên nhớ rằng là cái gì nó cũng có giá của nó. Cái sự tương tác nó thực sự là cao. Các bạn sẽ nhìn thấy những cái sự tương tác rất là cao khi mà dùng các cái live stream. Ví dụ như là live stream phát video của người vợ 62 tuổi lấy chồng 26 tuổi đấy, thì hầu hết là từ phần mềm live FB phát lượng tương tác cực khủng. Các bạn hiểu không ạ? Đấy, thế thì trở thành đại lý phần mềm live FB thì với cái gói đại lý phần mềm live FB giá là 7,5 triệu thì các bạn cũng được chiết khấu 12%, được khuyến mại 12%. Đấy. Và hai phần mềm trở lên thì các bạn được khuyến mại 24%. Đây là cái cơ hội để là trở thành đại lý phần mềm, vì các bạn biết rằng một người mà mua một phần mềm với thời hạn 1 năm là các bạn đã có 1,5 triệu rồi nhá. Đúng không ạ? Mà trong đó một cái tài khoản đại lý bình thường thì là có 20 tài khoản. Riêng với Live FB thì một tài khoản đại lý có những 30 tài khoản để mà các bạn bán và các bạn sử dụng trong 1 năm đó, cũng như là bán trong 1 năm đó. Thì các bạn nhìn thấy mức lợi nhuận ngay đúng không ạ? Một tháng chúng ta chỉ cần bán cho 4 người là chúng ta đã có 6 triệu rồi. Đúng không ạ? Nó sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc một tháng bạn bán cho 60 người. Đấy là cái bài toán mà các bạn cần phải cân nhắc. Được chưa? Đấy, phần mềm mình muốn giới thiệu, phần mềm thứ tư là phần mềm AutoFB, là cái phần mềm like, thả tin và comment bài viết. Có nhiều bạn nghĩ rằng là ôi mình tự đi like, thả tin cũng được, không sao cả, đúng không? Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là thay vì như vậy, bạn để cho công cụ làm. Và bạn cũng làm nhưng bạn làm thêm, đúng không ạ? Tức là bạn có thể lướt được bản tin nào, bạn có thể comment theo đúng nội dung chủ đề, còn lại để công cụ tự động làm. Thì cái lượng tiếp cận của bạn từ khách hàng rất là tốt. Bởi vì không chỉ là cái bài mà bạn comment vào cái đối tượng khách hàng tiềm năng, họ nhận ra được comment, mà bạn bè của cái người đó họ cũng nhìn đến cái comment của bạn. Và có rất nhiều người gì ạ? Chỉ nhắn tin comment chúc đơn thuần, những cái lời chúc buổi sáng, buổi tối, lời hỏi thăm ăn trưa, nhưng các bạn lại không sáng tạo thêm theo chính cái gì ạ? Chính cái sản phẩm mình đang cung cấp. Ví dụ bạn đang cung cấp cái sản phẩm về da đúng không ạ? Thì thường là mình sẽ gợi ý cho khách hàng của mình là chúc nêm có một làn da rạng ngời vào buổi sáng sớm nhé. Thì rõ ràng là ấn tượng hơn rất nhiều so với lời chúc thông thường, mà nó gì ạ? Nó gợi mở cho cái sản phẩm mình đang cung cấp, đúng không ạ? Đấy là cái cách mà bạn khai thác phần mềm. Nhiều bạn chưa biết cách khai thác phần mềm nên cái hiệu quả bán hàng của bạn không cao. Cái chiến lược các bạn cần phải gì ạ? Cần phải có để mà sử dụng phần mềm. Đấy. Thế thì trong cái livestream này mình muốn chia sẻ cho các bạn gì ạ? Để tự do tài chính thì các bạn phải kiếm thật là nhiều tiền trong khoảng thời gian tốt nhất, đúng không ạ? Chưa nói là ngắn nhất. Và để kiếm được nhiều tiền thì các bạn phải biết được cái xu thế, cái cơ hội, và các bạn phải nắm bắt được nó. Đừng kinh doanh cái sản phẩm gì mà nó đang trong cái giai đoạn thoái trào. Đấy, hãy lựa chọn cái sản phẩm mà gì ạ? Nó đang là xu thế, được chưa? Và nó đang cần thiết. Các bạn có biết rằng tất cả những người kinh doanh online bây giờ đều hầu hết là đều cần phần mềm hỗ trợ không ạ? Cũng giống như việc là bây giờ hầu hết là chúng ta đang đi phương tiện là xe máy thay vì đi bộ hay đi xe đạp. Các bạn có hiểu không ạ? Đấy, tức là rồi đến một lúc nào đó thì cái việc là sử dụng phần mềm cho nick Facebook để bán hàng là điều đương nhiên, là ai cũng cần. Bởi vì không có phần mềm, các bạn tự làm thủ công thì các bạn không thể nào tương tác được với khách hàng. Và Facebook ngày càng sẽ giảm rất sâu về cái gì ạ? Về cái việc là các cái nick Facebook không tương tác với nhau. Và gần như là gì ạ? Không xuất hiện bài đăng để mà mình có thể nhìn thấy bài đăng, khách hàng có thể nhìn thấy bài đăng của mình. Và nếu mà như vậy thì bạn có thể bán được hàng không? Giống như việc sản phẩm của bạn bị cất gì ạ? Bị cất quá kỹ ở trong cái căn phòng của bạn ấy. Chứ chưa được nói là mình để ở trong nhà. Thế nên là bạn cần phải gì ạ? Cần phải thay đổi cái cách nhìn, cần phải biết nắm bắt cái cơ hội này. Đúng không ạ? Chào Mỹ Riêng. Đấy, cái cơ hội thực sự là bạn có nắm bắt được hay không? Hiện nay thì phần mềm đến hết ngày 15 tháng 12 là đang có chương trình khuyến mại nhân dịp công ty Zila khai trương trụ sở chính. Là các bạn biết ạ, khai trương trụ sở chính. Trong vòng hơn 1 năm phát triển mà công ty Zila đã gì ạ? Đã khai trương 3 lần trụ sở đúng không ạ? Và mỗi lần thay đổi trụ sở là gì ạ? Là to hơn, đẹp hơn. Và lần này trụ sở là rất là quy mô và hành tráng.
Thì để có được điều này, các bạn biết rằng là nó không hề dễ dàng đúng không? Chắc chắn là khách hàng khi sử dụng phần mềm đạt được cái hiệu quả cao, và có rất nhiều người đang sử dụng phần mềm đạt được cái hiệu quả cao, nên họ đang tin tưởng và vẫn mua gia hạn tiếp các phần mềm để sử dụng. Đúng ạ? Còn bạn nào mà chưa sử dụng hiệu quả, các bạn có thể inbox cho Hải Ninh hỗ trợ cho các bạn. Bởi vì các bạn biết rằng là gì ạ? Nó giống công cụ là đều là như nhau. Cái quan trọng là gì ạ? Mình có cái chiến lược sử dụng cái công cụ đó như thế nào, mình khai thác cái công cụ đó như thế nào. Việc bán hàng online trên Facebook bây giờ nó không hề dễ dàng như gì ạ? Như cái thời điểm sơ khai ban đầu đúng không ạ? Không phải là cứ đăng bài mà bán hàng mà chúng ta bán được hàng. Không phải là chúng ta cứ đăng bài vào trong hội nhóm mà chúng ta có khách hàng đặt đâu. Sự lựa chọn của khách hàng bây giờ ngày càng gì ạ? Ngày càng dễ dàng hơn rất là nhiều. Và việc của bạn là trở nên thân thiết với khách hàng hơn thì bạn mới có được gì ạ? Bạn mới có được khách hàng. Mà để trở nên thân thiết với khách hàng thì chắc chắn là bạn gì ạ? Bạn không thể nào một ngày bạn nói chuyện hàng trăm người được, đúng không? Bạn không thể nào một ngày bạn tương tác đến 200-300 người được. Bạn không thể một ngày bạn đăng được 10-12 bài gì ạ? Trên Facebook được, đúng không? Bạn cũng không thể nào mà phát live stream một ngày 3-4 lần được. Bạn có thể phát video hài, phát những cái live stream phát lại, đúng không ạ? Để vẫn có được khách hàng, ra đơn hàng ngay lập tức. Có rất nhiều khách hàng đang phát live stream trực tiếp, đúng không ạ? Từ chính cái video mình live stream rồi, mình phát lại và có thêm đơn hàng, đúng không ạ? Vấn đề nằm ở chỗ là các bạn có biết nắm bắt công cụ hay không? Và vấn đề nằm ở chỗ là các bạn khai thác nó như thế nào? Vấn đề nữa là các bạn biết nắm bắt cái cơ hội trở thành đại lý ra sao? Đấy là quyền lựa chọn các bạn thôi, đúng không ạ? Đấy là quyền lựa chọn các bạn. Thì ngày hôm nay mình chia sẻ với các bạn, đấy là cái cơ hội trở thành đại lý. Bạn hoàn toàn có thể có mức thu nhập thêm một tháng từ bao nhiêu ạ? Từ 10 đến 20 triệu là chuyện hết sức bình thường. Bởi vì trong hệ thống mình có nhiều người đạt cái mức đấy quá là nhiều rồi, đấy ạ. Chứ đừng nói là 20 đến 30 triệu. Vì khách hàng tiềm năng, những người đang cần công cụ đang gia tăng rất lớn. Vì số lượng người kinh doanh online đang ngày càng tăng lên, ngày càng mở rộng hơn, và họ đều cần về phần mềm. Và mình đã phân tích rằng nếu không có phần mềm thì sao? Thì bài đăng của họ không tương tác được với ai, đúng không ạ? Không ai nhìn thấy bài đăng. Đây là cơ hội của bạn. Đấy, đây là cơ hội của bạn. Thì tự do tài chính nó chính là diện là cái phòng một cái phần có thể nói là bao quát trong đó. Bạn kiếm được thật nhiều tiền trong cái thời gian tốt nhất. Bạn còn trẻ, bạn còn khỏe, bạn còn năng, còn minh mẫn, đúng không ạ? Và đừng đợi đến khi là gì ạ? Đừng đợi cái số tiền mà chúng ta tích góp có được bằng cái tiền lương hưu, bằng cái tiền lương hay là bằng gì ạ? Bằng cái mức thu nhập mà chúng ta có. Hãy gia tăng thêm thu nhập, hãy gia tăng thêm thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau. Đấy. Và một yếu tố nữa để tự do tài chính nhá, yếu tố này là yếu tố thứ ba. Đó là chúng ta phải đơn giản hóa chi tiêu. Các bạn chi tiêu đừng có quá là cầu kỳ, đúng không ạ? Hãy mua những thứ mà mình cần thay vì mình thích. Hãy mua những thứ mà mình cần, mình cảm thấy là cần thiết, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ thấy là cái số tiền mà các bạn bỏ ra nó thực sự là có ý nghĩa và giá trị. Đấy, và cuối cùng là chúng ta gì ạ? Cái yếu tố thứ tư cực kỳ quan trọng để tạo ra tự do tài chính, đó là chúng ta phải đầu tư và để dành. Tức là khi mà chúng ta gặp một cơ hội thì chúng ta phải biết là gì ạ? Nắm bắt cái cơ hội đó, chúng ta bỏ tiền ra đầu tư nó. Các bạn nên nhớ là ví dụ nếu mà trở thành đại lý phần mềm 5 triệu. Các bạn nghĩ rằng 5 triệu có thể là lớn với một số bạn. Có thể với một số bạn nó bình thường. Nhưng mà chung quy lại nhé, các bạn nhớ là chung quy lại 5 triệu trong một tháng mình tiêu pha, đúng không ạ? Thì ngoảnh đi ngoảnh lại hết 5 triệu. Nhưng 5 triệu đó mà các bạn biết đầu tư để mà tiền đẻ ra tiền, đúng không ạ? Để mà tiền đẻ ra tiền. Thì các bạn sẽ gì ạ? Các bạn không những gì ạ? Được tiêu pha như thật bình thường cái số tiền 5 triệu trong tháng, mà bạn lại có thêm cái số tiền gì ạ? Được sinh sôi nảy nở để mà bạn để dành. Để mà bạn để dành. Bạn hiểu ạ? Đấy. Thế thì bốn cái yếu tố chính để mà tạo ra tự do tài chính, các bạn nên nhớ, mình nhắc lại là: thứ nhất là bạn phải nghĩ đúng về tiền, được chưa? Thứ hai là bạn phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền, phải kiếm từ nhiều nguồn, đúng không ạ? Cái thứ ba là bạn phải đơn giản hóa chi tiêu đi. Đơn giản hóa chi tiêu đi. Đấy, đơn giản hóa chi tiêu đi. Để gì ạ? Để chúng ta tiêu những thứ chúng ta cần thôi. Và cuối cùng rất là quan trọng, bước quan trọng nhất, đấy là đầu tư và gì ạ? Và để dành. Chúng ta phải nhìn thấy cái cơ hội chúng ta đầu tư. Đấy. Và cái số tiền chúng ta đầu tư đó, chúng ta thu về cái mức gì ạ? Cái mức lợi nhuận, chúng ta sẽ có tiền để dành.
đúng không ạ? Đấy, thì trong cái livestream này thì mình chia sẻ cho các bạn một số, gọi là một số cái bí kíp cũng như là cái cơ hội để các bạn nhìn nhận về gì ạ? Về cái cơ hội đầu tư. Còn nếu bạn không làm, đúng không ạ? Thì không sao cả. Bạn không làm thì có những người khác xem video này họ cũng vẫn ra quyết định để đầu tư. Vấn đề thuộc về bạn và gì ạ? Quyết định thuộc về bạn. Đúng không ạ? Bạn không tin, bạn không làm thì bạn không hề, bạn không thể nào mà có được thu nhập. Nhưng có rất là nhiều người họ vẫn tin và họ làm theo và họ vẫn là gì ạ? Vẫn đang lao động hàng ngày. Và gì ạ? Không cần phải lo lắng đến cái số hàng tồn. Đặc biệt là trở thành đại lý phần mềm, bạn không phải lo lắng gì về số hàng tồn. Không phải lo lắng gì gì ạ? Đến việc ship hàng. Đấy. Thế thì trở thành đại lý phần mềm, bạn không phải lo lắng hàng tồn, hàng ship hàng, thì bạn đã giải tỏa một gì ạ? Một cái tâm lý rất là thoải mái rồi. Một tâm lý rất là thoải mái rồi. Thì bạn chỉ cần gì ạ? Tập trung vào để hỗ trợ khách hàng thôi. Cái quan trọng nữa là các bạn trở thành đại lý phần mềm thì cái ưu điểm nhất mà mình nghĩ là giá trị nhất của bản thân mình ban đầu mình cũng vào khi mà trở thành đại lý công ty đấy, là mình thấy rằng là cái giá trị nhất mà mình được gì ạ? Đó là mình được học kiến thức về kinh doanh online. Và ngày hôm nay mình đã ngồi đây để mình tự tin chia sẻ cho bạn những cái kiến thức đó, bởi vì mình đã được học gì ạ? Được học một cách rất là bài bản và chi tiết trong hệ thống đào tạo, đúng không ạ? Mình hiểu được cái quy luật của Facebook, mình hiểu được quy luật của người mua hàng, mình hiểu quy luật của người bán hàng, mình hiểu được gì ạ? Nghệ thuật để nắm bắt tâm lý khách hàng. Đấy, thế thì đó là những kiến thức vô cùng giá trị mà thậm chí bạn có thể mất tiền triệu, 5 triệu, 7 triệu hay 10 triệu để tham gia một cái khóa học nào đó để bán hàng tốt hơn, đúng không ạ? Thì đấy là cái suy nghĩ của mình. Mình thấy được giá trị rất là nhiều, không phải là chỉ số tiền bỏ ra làm đại lý đâu. Mình được học rất nhiều những kiến thức rất là hữu ích và giá trị trên chính hệ thống của mình, công ty mình đào tạo trong nhóm. Và mình rất là mong là các bạn xem livestream này, các bạn đều có thể suy nghĩ về cái cơ hội này. Và cái thời gian khuyến mại thì không có nhiều đâu ạ, không có nhiều, đúng không ạ? Nếu bạn thực sự mà biết nắm bắt cơ hội và đúng tận dụng đúng ngay cái thời gian khuyến mại này, là bạn đã bạn đã có thêm một khoản có thêm một khoản để dành. Vì bình thường thay vì 5 triệu mà bạn trở thành đại lý thì bây giờ bạn chỉ cần bỏ ra số tiền là 4.400.000, đúng không? Như vậy bạn đã để dành được bao nhiêu ạ? 600.000 rồi. Đấy. Và 600.000 đó bạn có thể làm được rất nhiều thứ. Và cơ hội thuộc về bạn. Thì trong cái livestream này ngày hôm nay mình chia sẻ những cái nội dung như vậy. Và các bạn hãy suy nghĩ, hãy suy nghĩ và hãy cân nhắc những cái nội dung mà mình chia sẻ để mà gì ạ? Để các bạn nhìn nhận về cái cơ hội thực sự là gì, đầu tư cái gì là hiệu quả, và mình để dành để được tự do tài chính. Thì livestream này nếu bạn nào không có vướng mắc gì nữa thì mình sẽ kết thúc cái livestream này ở đây. Các bạn có vướng mắc gì không ạ? Hay là các bạn muốn hỏi trực tiếp Hải Đinh thì các bạn hãy comment xuống phía dưới. Hãy comment xuống phía dưới. Nếu các bạn không có cái vướng mắc hay là có cái câu hỏi gì thì mình sẽ kết thúc livestream ở đây. Và mình sẽ hỗ trợ trực tiếp các bạn thông qua inbox. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.